35 đời nhà Minh, đệ tử của phái Võ Đường Vân Phi Dương, luyện thành công bộ môn Thiên Tầm Thần Công, đạt tới thiên nhân bậc nhất cảnh giới. Cũng trong năm đó, môn chủ của du lịch môn Độc Cô Du Lịch cũng đã luyện thành công bộ thứ 13 của Diệt Tuyệt Thần Công, tự xưng là thiên hạ du lịch. Độc Cô Du Lịch sau khi liên đại môn phái, khiêu chiến Vân Phi Dương tại đỉnh núi Vô Danh. Alo. Cái gì? Mày quýnh luôn rồi hả? Ở đâu? Hello.